Chào các bạn nhỏ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về một loài động vật đặc biệt và đáng yêu, đó là con nhím. Con nhím không chỉ là một loài động vật lạ mắt mà còn là một biểu tượng của sự an toàn và tự vệ trong thế giới tự nhiên. Hãy cùng nhau tìm hiểu về con nhím và những điều thú vị về loài này. Con nhím là động vật có hình dáng tương đối tròn trịa, với lớp lông dày và nhọn. Chúng thường có màu sắc từ nâu đến đen với các vết sọc hoặc chấm trắng. Một trong những đặc điểm đặc biệt nhất của con nhím là những cái gai nhọn trên lưng mà chúng sử dụng để tự vệ. Nhím sử dụng bộ lông gai sắc nhọn để tự bảo vệ mình. Chúng cử động, xù bộ lông gai sắc nhọn của mình lên để cảnh báo những kẻ thù săn mồi tiềm năng. Nhím rất nhút nhát và thận trọng. Khi gặp nguy hiểm, nhím cuộn thành một quả bóng để những chiếc bút lông bao phủ toàn bộ phần cơ thể lộ ra ngoài của chúng và bảo vệ con vật khỏi những kẻ săn mồi. Nhím tự vệ bằng cách đâm lông vào kẻ thù rồi rút ra. Lông cứng chỉ có trên lưng, hai hông và đuôi mà thôi, còn ở các bộ phận khác của nhím chỉ có lông mềm. Một con nhím có thể có hơn 5.000 chiếc lông gai. Con nhím thường sống ở các khu vực rừng, thảo nguyên và vùng đồng cỏ. Nơi có nhiều cây cối và bụi rậm để ẩn náu. Nhím là sinh vật sống đơn độc, thích ngủ nhiều và có thể ngủ tới 18 giờ mỗi ngày. Nhím sử dụng giấc ngủ để bảo vệ mình khỏi khí hậu khắc nghiệt chứ không chỉ để nghỉ ngơi. Nhím ngủ đông ở vùng khí hậu lạnh và chúng ngủ qua thời gian nắng nóng và hạn hán trên sa mạc. Quá trình ngủ trong thời gian nóng và hạn hán này được gọi là quá trình chết. Ở những khu vực không có khí hậu khắc nghiệt Nhím vẫn hoạt động và có chu kỳ ngủ bình thường. Nhím là loài động vật ăn cỏ, điều này có nghĩa thức ăn chủ yếu của chúng là thực vật. Một số loài nhím thích ăn gỗ, vì vậy chúng ăn rất nhiều vỏ cây và thân cây. Ngoài ra, chúng cũng ăn các loại hạt, củ, hạt, cỏ, lá cây, quả và chồi non. Cũng có một số loài nhím ăn cả động vật nhỏ. Nhím là loài động vật ăn đêm nghĩa là chúng thường hoạt động vào ban đêm và ngủ vào ban ngày thói quen đó có một phần là do tính nhím nhút nhát nhím không thích sống nơi ẩm ướt và giữ thân mình lúc nào cũng khô ráo thỉnh thoảng mới thấy chúng tắm nhất là vào ngày nắng nóng dù không thích nước nhím có khả năng tự bơi với những pha đẩy mình về phía trước tương tự như cách trèo thuyền của chó cũng như thỏ rừng nhím thích sống trong hang hang có thể do chúng tự đào hoặc là những hốc cây cổ thụ bị mục ruỗng, hoặc hang đá, hốc đất, miễn là những hang này có lối để nó thoát thân khi gặp biến. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về con nhím, một loài động vật đặc biệt và đáng yêu trong thế giới tự nhiên. Hy vọng rằng các em đã thấy thú vị khi khám phá về cuộc sống của chúng. Hãy tiếp tục đam mê và khám phá thế giới động vật xung quanh. Hẹn gặp lại các em ở những cuộc phiêu lưu sắp tới.